Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Các bát vang danh, ta vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào just tim the tea. Ta, dấu có một và đêm vâu. Về nhà, yeah. Lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thanh thì thường lấp lánh, còn đêm thành thì thường chơi chọi. Nhưng mà đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Ngoài thì vẫn có tim đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy an tin. Ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Mang theo bao nao nức lên trên xe này, chờ một người thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc mai đường đào tìm về nơi ấm áp. Như thế này có lẽ đây cũng là một trải nghiệm duy nhất mà cả cuộc đời chúng ta được chứng kiến, và chúng ta sẽ có được một cái câu chuyện để kể lại cho con cháu mình sau này. Dù dân số của IMM chỉ còn lại 1/3, dù bù lỗ rất nhiều, nhưng IMM vượt qua được năm nay là nhờ công của tất cả các bạn, của từng bộ phận, từng cá nhân đã chịu đựng, chịu khó, hy sinh một phần về thời gian và một phần về thu nhập để chúng ta mới có được cái tiệc ngày hôm nay. Dù không thể nói ra thành lời trực tiếp để cảm ơn từng người một, nhưng anh muốn các bạn biết rằng anh trong sâu thẳm, sâu đến nỗi tìm hoài không thấy, rất biết ơn và trân trọng sự cống hiến của từng bạn. Ngày xưa, 16 năm trước, nếu anh là người viết trang lịch sử đầu tiên của IMM, thì chính năm nay, chính các bạn, những người còn lại tồn tại của năm nay, là những người viết những cái trang sử cuối cùng của IMM sau này. Vì vậy, nhân dịp hôm nay là ngày cuối cùng của trong năm, anh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc cho sự cống hiến, cho sự trung thành và cho sự hy sinh của các bạn. Cũng nhân dịp này, anh xin có đôi lời nhắn nhủ cuối năm và có lời chúc Tết đến các bạn và gia đình. 6 năm trước,
Khi IMM chuyển mình từ một công ty nhỏ thành công ty tập đoàn, anh cũng đã xác định được cho mình một cái mục đích sống và mục đích trong kinh doanh. Nói một cách khác là anh cũng đã tìm ra được cho mình cái định nghĩa riêng của mình về hạnh phúc. Theo những gì anh trải nghiệm được 40 năm qua, những cái gì anh học được, những cái gì anh nghiên cứu, thì cái định nghĩa hạnh phúc thật sự của anh là khi chúng ta tìm ra được cho mình một mục đích sống có giá trị, và cái giá trị đó ảnh hưởng đến người khác và giúp thay đổi cuộc đời của họ, dù gián tiếp hay trực tiếp, dù thay đổi một người hay nhiều người, hay một cộng đồng hay một xã hội. Mục đích sống đó đôi khi chỉ là những việc bình thường nhất, như là những việc nuôi con, ăn học, thành người, cho đến cái việc vĩ đại nhất là thay đổi cả cộng đồng. Một điều chắc chắn rằng mục tiêu đầu tiên của IMM vẫn là phải đảm bảo cho tất cả các bạn có cuộc sống đầy đủ về tài chính. Nhưng sứ mệnh mà anh đã đặt ra cho IMM không dừng lại ở đó. Việc giúp các bạn có nhiều tiền không chắc sẽ tạo ra cho các bạn có cái hạnh phúc. Những người hạnh phúc luôn là những người thành công về mặt tài chính. Ngược lại, đa phần những người giàu về mặt tài chính thì lại không có cái hạnh phúc thật sự. Vì thế, sứ mệnh anh đặt ra cho IMM bên cạnh về việc tiền bạc, thu nhập, còn có mục đích sống và hạnh phúc của từng bạn. Thông qua IMM, cách công ty vận hành, cách chúng ta sống và làm việc với nhau hàng ngày sẽ phần nào tạo ra được những ảnh hưởng tích cực đến các bạn, giúp các bạn tìm ra được mục đích sống có giá trị và tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Và như anh nói ở trên, khi các bạn tìm được cái định nghĩa hạnh phúc của riêng mình thì việc tài chính, tiền bạc sẽ không còn là chuyện đáng lo ngại. Sự nghiệp của các bạn không nhất thiết phải mãi mãi ở IMM, vì nhân tài thì phải có đất dụng võ. Có thể tài năng của các bạn cần một mảnh đất lớn hơn, có điều kiện hơn IMM để giúp các bạn phát huy tối đa cái tài năng của mình. Nhưng anh muốn và cũng mong rằng những gì các bạn học được, biết được, trải nghiệm được ở IMM sẽ luôn là cái hành trang quý giá để các bạn mang theo để tìm cái sự thành công và hạnh phúc của riêng mình. Thư bắt đầu nó cũng dài và bắt đầu cũng hơi dở. Anh sẽ dừng ở đây trước khi đặt chủ đề. Cuối cùng, anh xin chúc cho tất cả các bạn có những ngày Tết nhẹ nhàng, bình dị nhưng thật ấm cúng bên gia đình. Cầu chúc cho tất cả mọi người được bình an và nhiều sức khỏe. Thank you.
luôn an lành, dồn dàng bao câu ca thắp tươi.